rồi hôm nay các anh chị chúng ta vẫn tiếp tục có những đặt những cái mục tiêu như là uh, tiền về như hơi thở được tặng quà được ăn ăn uống miễn phí hôm nay anh chị chúng ta đã đạt được mục tiêu à thì comment số 1 anh chị nay anh chị nào được tặng quà không được mời ăn uống miễn phí tiền về không tiền về quá tiếp tục uh, chúng ta tiếp tục uh, À, đặt những cái mục tiêu chúng ta tiếp tục ứng dụng và rèn luyện với những cái mục tiêu những cái mục tiêu nhỏ anh chị thì khi chúng ta ứng dụng những mục tiêu lớn hơn thì nó thì tiềm thức cũng sẽ rất là dễ dàng xây đồng ý và cho thêm nha đó là quy luật đó là bí mật đó anh chị anh chị bắt đầu chúng ta gieo trồng lại hạt giống về những cái điều chúng ta muốn mỗi ngày Gieo tròn lại Giống mà về cái điều chúng ta muốn mỗi ngày Nó đang nảy nở Nó đang nảy nở bên Nó đang được gieo nè Và nó đang được nuôi dưỡng mỗi ngày nè Chúng ta gieo liên tục Và chúng ta vậy nói liên tục Nghĩ liên tục Tập trung liên tục Và mình có cái môi trường Và mình có những cái chất dinh dưỡng Hoặc các cái buổi dung và uh, Những cái live stream Đúng không ạ? À? Đó Thành ra là khi mà uh, Nó được uh, đủ lượng chất đổi Thì tự khắc nó sẽ sao ạ? À? Dạ vâng nó sẽ nảy nở bên ngoài và ví dụ như cái mục tiêu mà chúng ta đi đường thông thoáng các anh chị có thể là cài đặt thêm đặt, uh, đặt mục tiêu thêm mà cái mục tiêu mà đi đường thông thoáng anh chị nha rồi hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một cái uh, nội dung tiếp theo là cái cách vận hành của tâm thức hay cách vận hành của tâm trí của mình đấy anh chị Thì còn gọi là quy luật của tâm trí Có những anh chị hỏi Tú như vậy nè. Là gì ạ? À, à, Tú ơi, chị cũng có mục tiêu. Chị cũng hay tập trung vào những cái điều mình muốn. Nhưng sao vẫn thu hút những cái điều không tích cực. Thứ nhất anh chị, Thứ nhất anh chị nha là tâm trí của mình nó không có hiểu cái từ không tâm tâm trí của mình nó không hiểu từ không anh chị mà nó chỉ hiểu từ khóa thôi tại vì tâm trí của mình nó giống như cái google anh chị giống như Google bây giờ anh chị có thể search trên google nha có thể uh, tìm kiếm trên google là gì ạ à? À, tôi uh, không thích ăn uh, cơm sườn thì anh chị sẽ thấy là gì ạ? Vâng, tuyệt vời Ra rất nhiều địa chỉ bán cơm sườn ngon Không tin anh chị thao tác liền đi Anh chị nào thao tác xong rồi Mà thấy đúng như thế thì comment số 2 Thao tác lên Search lên Google ấy Là tôi không thích ăn cơm sườn ừ. Và nó có phải là Google cho ra một loạt địa chỉ Bán cơm sườn Bán cơm sườn ngon rồi Cơm sườn nhất nhìn hà thành Nhất xài thành anh chị đã sạch rồi và ra đúng kết quả như thế thì comment số 2 nha. Nên anh chị đã hiểu chưa? Nên khi mà anh chị bảo rằng là gì Anh, anh, nên là, nên là, từ nay anh chị anh chị muốn cái gì anh chị phải nói thẳng cái điều đó. Anh chị phải giao tiếp đúng cái điều anh chị muốn. Nói cái điều anh chị muốn thôi. Anh chị muốn cái điều gì Thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc. Thì nói điều đó đi. Đừng có nói rằng tôi rất là muốn ha, thành công giàu có. Nhưng mà. Số tôi dày. Rồi à, tôi bị bất công như thế này. Tôi rất là muốn. Ai mà không muốn hạnh phúc em. Ai mà cứ muốn mình than vãn hoài. Ai mà cứ muốn mình không được hạnh phúc đâu. Nhưng mà. nó cái câu nhưng mà. Nó sẽ là cái rào cản. Sao? Chị khao khát thành công không em ơi. Nhưng mà. Điều kiện, rồi nguồn lực, rồi uh, xuất phát điểm, rồi uh, quê quán, rồi nơi chị sinh sống Là coi như từ cái khúc đó là anh chị chẳng đứng luôn những cái nguồn lực tới với anh chị rồi Và đây là một trong những cái cơ chế anh chị Một trong những cái quy lực mà rất là nhiều anh chị ngoài kia không có hiểu Thành ra là có tiềm thức nhưng mà không biết xài Có cái con người phi thường bên trong của mình nhưng mà không biết dùng Thành ra là lúc nào cũng ở trong tâm thế là nạn nhân cả Được không ạ? Nếu như bây giờ nè Anh chị thử cùng với tôi làm một cái quy trình nha Anh chị nhắm mắt lại đi Tất cả chúng ta nhắm mắt lại đi anh chị ơi Hãy cùng nhau nhắm mắt lại nha Rồi và ngay bây giờ lúc này Các anh chị hãy hình dung và tưởng tượng bên trong tâm trí của mình một bó hoa màu hồng bó hoa hồng ấy bó hoa hồng màu đỏ rồi và ngay bây giờ ngay lúc này nha anh chị ơi đừng nghĩ tới không được nghĩ tới bông hoa màu hồng nữa nha cái bông hoa cái cành hoa hồng ấy màu đỏ đừng nghĩ tới cái cành hoa hồng màu đỏ nữa đừng nghĩ tới cái bó hoa hồng màu đỏ nữa rồi ok các anh chị cùng mở mắt ra. Cho tôi hỏi là dây phút hồi nãy tôi vừa nói với các anh chị là đừng nghĩ tới không nghĩ tới thì cái điều gì hiện lên trong tâm trí anh chị? Điều gì hiện lên à? Một chùm hoa màu hồng, một bó hoa màu hồng. Dù anh chị nói là không được nghĩ tới không được nghĩ tới nhưng nó biển hiển lộ rõ ràng luôn, càng nói càng rõ. Đây là cái cách tâm trí chúng ta nó đang vận hành đó anh chị. Nên cái việc mình giao tiếp với chính mình mỗi ngày nó rất quan trọng nha. Các anh chị cứ tưởng mình cái người mình cái người mà đầu óc tay gói của mình, cái người mà đồng hành với mình này. Là cái người giờ, à, hiểu mình nhất, cái người ở cùng mình nhiều nhất là không có đâu mình mới là người ở bên cạnh mình 24 trên 24 đó. Chồng anh chị có thể ở bên cạnh anh chị 16 tiếng nhưng mà 8 tiếng còn lại người ta đi làm. Đúng không ạ? À? tám cái tiếng gọi lại họ đi làm. Thế là cái người duy nhất mà hiện tại là ở bên cạnh anh chị 24 trên 24 mọi lúc mọi nơi lại là, là ai à Đúng rồi là mình Mà anh chị hãy nhìn xem nè trong xuyên suốt cái thời gian mà anh chị ở bên cạnh bản thân của mình thì anh chị nói về điều gì anh chị đang nói cho anh chị nghe cái điều gì mình tao sử dụng những cái ngôn từ giờ không tích cực để nói với tiềm thức của mình thì nhiều khi anh chị cứ nói đi nói lại nhắc đi nhắc lại kể đi kể lại than đi than lại nghĩ đi nghĩ lại cảm xúc đi cảm xúc lại ghim đi ghim lại ghim ghim cái điều đó vũ trụ tưởng đâu mình thích tiềm thức tưởng đâu mình thích thế là cho nhiều hơn cho nên là có nha anh chị nói là do là chị khổ nên chị mới than chứ thử chị không khổ xa xem chị sẽ làm gì chị than nhưng sự thật là anh chị nha do anh chị than nên chị mới khổ mình cứ kéo nó tới mình rủ nó tới nó mình rủ nó một lần nữa xong mình lại kêu một lần nữa cái này rủ anh em mới tới thế vấn đề ngày càng lớn lên trên từ nay về sau anh chị chúng ta chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi hãy nói cái điều anh chị muốn bất chấp dấu hiệu hiện tại đang không đồng thuận bất chấp hiện tại cái kết quả là gì nó trái ngược với những gì anh chị đang nói và anh chị đang nghĩ là anh chị muốn thay đổi cái kết quả đó nhưng anh chị phải hiểu rằng như vậy nè hiện tại là do quá khứ tạo nên do những hạt giống suy nghĩ lời nói hành động cảm xúc và sự tập trung của các anh chị trong quá khứ nó tạo nên cái cái hiện tại và bây giờ muốn theo dõi cái tương lai thì phải theo dõi cái hạt giống ngày hôm nay chứ chứ không lẽ giờ bê luôn cả cái hiện tại đang rùm beng lùm xùm xong rồi tiếp tục giờ gieo một lần nữa để tương lai nhận tiếp hay sao nên đây là một cái điều chưa dễ dàng đối với những anh chị mới ứng dụng và biết về tiềm thức và luật hấp dẫn nhưng đây là cái bí kíp giúp anh chị cuộc đời chúng ta đi lên đó anh chị nha nên từ nay về sau đó, anh chị chúng ta chỉ rèn luyện tâm trí của mình không chỉ rèn luyện cái tâm trí của mình đâu mà các anh chị phải bắt đầu sửa cái ngôn từ của mình luôn nếu mình sợ mình nói nhanh quá thì mình phải gì à? nói chậm lại thôi luyện lại nên ông bà ta ngày xưa mới có câu là uống lưỡi bảy lần trước khi nói là có lý do mà Luyện lại cái từng cái ngôn từ Xem xem mình nói ra cái này nó hút cái gì Khi thay đổi ngôn từ rồi anh chị Thì cuộc đời mình cũng sẽ bắt đầu thay đổi theo Vì ngôn từ mang năng lượng Nên nó sẽ thu hút chính xác những cái gì giống nó Tất cả mọi thứ đều là năng lượng anh chị nha Nên anh chị để ý nè khi mà cái ai nói với các anh chị là nhìn cái mặt của chị sao xanh sao thế, chị đang không khỏe hả? Chị đang bị ốm à? Chị đang bị bệnh hay chị đang bị 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 bị, bị đau bụng hay là như thế nào? Tự nhiên mình đang khỏe cái ai đó nói cái tự nhiên mình có cái cảm giác liền anh chị. Cái tự nhiên cơ thể mình nó xìu xuống luôn. Mình đang bị ám thị đó. Mình cho người ta ám thị mình đó anh chị. Nên là các anh chị nhớ nha Cái cách giao tiếp với chính mình Và cái cách mà chúng ta kiểm soát những cái gì mà người khác nói với mình Và những cái gì mình nghe Rất quan trọng Và bao trong số anh chị chúng ta đã quyết định là Từ nay về sau mình chỉ sử dụng ngôn từ tích cực một chiều thôi Để mình giúp cho chính mình Và giúp cho mọi người Tại vì trời ơi, anh chị nói chuyện với con mình Anh chị là nhớ quyền lực của con mình Mình giao tiếp với con mình là tối ngày vậy sao mà mày dốt thế sao mà lì thế sao mà học không giỏi gì cả sao mà ngủ hoài vậy anh chị giao tiếp với con anh chị như thế xong anh chị cứ tối ngày hỏi sao mình không sao mà chị không có hòa hợp với con được chị bị ngắt kết nối với con chị bị ngắt kết nối với chồng với vợ anh bị ngắt kết nối với vợ anh tại vì cái ngôn từ mình sử dụng anh chị nó không có tích cực một chiều nó đen gì à? làm tổn thương người khác đang ám thị người khác trở thành cái con người mà nó không được như ý nên là con của mình đấy anh chị Con của mình đấy là Mình là người thầy của con Mình là người thầy Người cô của con mình Vậy nên anh chị thấy Cái việc mà phát triển trí tuệ Nó có quan trọng trong việc Mà trở thành người Trở thành người làm bố làm mẹ không à Tại vì đứa trẻ sinh ra là tờ giấy trắng Anh chị vẽ cái gì Là nó sẽ có cái nét như thế Tối ngày mình cứ cãi nhau y xeo về tài chính vì tiền bà Xong rồi mình uh, Nói chuyện Ờ uh, thế này thế nào thế kia thành ra con mình nghe xong rồi học y chang luôn con nít nó có sự nó có cái khả năng sao chép cực kỳ tốt anh chị bắt trước ấy là mình làm gì là mình cũng phải nghĩ rằng là điều này mình làm thì con mình học được rồi có tốt không nha anh chị nha nên anh chị nhớ là cách giao tiếp với chính mình và với những người xung quanh nó cực kỳ quan trọng luôn và nếu mà mình không có hiểu và mình không giao tiếp đúng nha là mình trong cái cuộc sống này là mình không có bạn bè gì cả không ai muốn chơi với mình hết trơn và thậm chí là mình sẽ thu hút những cái điều không tuyệt vời tới với mình đâu nha có thể cái sự kiện trước mắt anh chị nó không được hài lòng nhưng anh chị phải nói những cái điều tích cực một chiều hướng tới cái kết quả anh chị muốn đừng nói cái đừng có nói cái sự kiện hiện tại đang xảy ra nữa tại vì nó xảy ra rồi nên từ bây giờ hãy bắt đầu nói cái điều mình muốn anh chị nha, nghĩ rồi nói cái điều anh chị muốn, tập trung vào cái điều anh chị muốn. <laughs> và anh chị biết không những cái người mà xung quanh mình khi mà mình nói chuyện với họ mỗi ngày là mình cũng đang hay là mình nói chuyện với họ mỗi ngày là mình cũng đang gieo những hạt giống vào tiềm thức của họ đó. Tại khi anh chị nói là họ đang nghe mà, <laughs> họ nghe rồi họ suy nghĩ và họ có cảm xúc với điều đó. Nên khi mình nói chuyện với họ là mình đem gieo hạt giống vào trong tìm thức của họ đó anh chị nha. Và anh chị với ông tìm thức của tất cả chúng ta đều có sẵn những cái hạt giống. Nhưng quan trọng là các anh chị nuôi dưỡng hạt giống nào thì hạt giống đó nó sẽ phát triển. Đây là quy luật của vũ trụ anh chị nha. Mình muốn hạt giống nào phát triển thì mình hãy nuôi dưỡng hạt giống đó nên anh chị hãy luôn nhớ rằng là luôn luôn tập trung vào điều anh chị muốn nghĩ về điều anh chị muốn nói về điều anh chị muốn và phải đúng ngôn từ và hành động theo những gì mình nói muốn con mình ngoan thì nói cái gì anh chị muốn con mình ngoan thì mình sẽ nói cái gì muốn con mình ngoan thì, mình mình ngoan thì bây giờ mình sẽ nói cái gì bây giờ con đang không ngoan thì mình có có nói mình có khen không nghe mình cứ sao lì thế nghe mình phải làm ngược lại anh chị đúng rồi muốn con mình ngoan thì mình nói con mình ngoan đi hiện tại của bé đen như thế là do anh chị đã gieo chứ con nít tự dưng mà nó quậy rồi nó không ngoan sao được nghe trường hợp chiều nay có một chị chia sẻ với tối là con của chị ấy ngày trước rất là thông minh nhưng mà bây giờ đang bị tăng động anh chị tự nhiên lâu lâu là hay nổi nóng mà bay vô quýnh người khác quýnh cả mẹ luôn thế thì tôi hỏi là thế chị biết được nguyên nhân là gì không tại vì chúng ta phải biết nguyên nhân thì chúng ta mới 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 có chiến lược được anh chị ha mới tìm ra cái hướng để chúng ta giải quyết được chị ấy nói với tôi là bởi vì chị ấy làm làm việc bận tó mặt tó mài thành ra không có thời gian để đồng hành với con dạy dỗ con và phát triển cùng con nên là nhiều khi bạn đó đó anh chị xem trên Youtube Rồi xem mấy cái video bạo hành Rồi xem mấy cái video mà kiểu như là bạo lực ấy Thành ra bị ảnh hưởng Tâm trí rối bời Thành ra là có những cái hành động gọi là nó vượt quá cái sự kiểm soát Quá cái sự hiểu biết Nhưng Bây giờ đầu tiên là chị phải nhận nhận trách nhiệm về mình Tại vì con cái của mình ấy khi mà chưa đủ cái tuổi trưởng thành là 18 tuổi, tuổi trở lên là, là mình là người uống nấn con mình mà môi trường, và văn hóa, và giáo dục Những người xung quanh uống nấng cái đứa trẻ đó Được không anh chị? À, anh chị chúng ta nghe rõ cơ mình nghe rất rõ đi à. Vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều Nên là bây giờ các anh chị phải hiểu rằng là con mình hay là chồng mình hiện tại đang như thế nào chỉ phản chiếu cái 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 tính cách ở cái bên trong của mình thôi. Mình phải có cái điều đó là con mình mới có, chồng mình mới có. Bây giờ mình phải gì vậy? Nhìn cảnh, nhìn người, người nhìn con sửa mình. Và nếu bây giờ các anh chị vậy mình hay mình không có được nhanh mình hay bị quên Thế mình có tiếp tục nói mình não cá bạn không? Trời ơi chị tối ngày quên chút lên sao với em não chị các bạn chưa già mà lú rồi. Tự tự chơi mình luôn, tự đưa tự nói mình những cái điều không tích cực luôn. Bây giờ mình đang đang nhớ nhanh thì mình sẽ nói gì? Tôi rất thông minh trí tuệ. Được không ạ? À? tôi rất thông minh trí tuệ nè tôi có sự thông thái nè tôi học tới đâu nhớ tới đó nè tôi có khả năng ghi nhớ gì à? À, mọi việc mà tôi thấy tôi nghe và tôi tôi làm bên trong mình có hết tất cả hạt giống mà mình muốn lẫn mình không muốn chỉ quan trọng anh chị nuôi cái nào thì nó phát triển cái đó thôi. nuôi đi anh chị nuôi những hạt giống mà các anh chị muốn rồi nó sẽ lớn rồi. hạt giống có sẵn rồi anh chị yên tâm nhưng nó đỡ anh chị nuôi dưỡng thôi Hay mối quan hệ cho vợ chồng đi Anh chị muốn mối quan hệ vợ chồng mình hạnh phúc Hạnh phúc thì sao Anh chị nào ở trong nhóm của tôi có thấy tôi khoe cái thành công của một cái chị mà hai vợ chồng ly thân một được vài tháng rồi đang chờ tòa xét xử về cái về cái việc ly hôn và chồng còn có người thứ ba nữa. Mà chỉ mới được tôi hướng dẫn thay đổi ngôn từ suy nghĩ và sự tập trung. Và thay đổi cái hành động. mà biết lòng biết ơn. Thế là chồng về với chị ấy rồi nói chung là xin lỗi và cảm ơn. Rồi hứa là sẽ bù đắp lại rồi kiếm nhiều tiền để mà có thể là giúp cho chị ấy vượt qua cái thử thách. Tại vì chị ấy đang có một cái số tiền kinh doanh không có thành công anh chị. Nó đang chưa dương mà lý do mà chị ấy bảo là dẫn tới cuộc hôn nhân đó không có hạnh phúc là do do chị ấy làm kinh doanh không hỏi chồng thành ra lúc mà lỡ chuyện lỡ làng thì chồng mới giận tôi nói rốt rễ sâu xa chưa phải cái đó đâu thì khi mà tôi bảo chị đào sâu đào sâu vô đi tìm sâu rốt rễ mà của cái vấn đề đó rốt rễ là gì phải chữa từ gốc đi từ gốc đi lên thì cái gốc mà chồng đang nói cái phần mà chồng đang nói là do do làm cái gì cũng không hỏi ý anh anh không được em tôn trọng nên thôi mình ly hôn đi mình không hợp nhau rồi các kiểu vân vân chỉ là cái lý do nổi thôi anh chị cái nguyên nhân nổi thôi và khi mà đi sâu vào nguyên nhân ấy thì do là gì mất kết nối với chồng mà do giờ à mình cứ nghĩ mọi thứ hiển nhiên nghĩ mọi thứ là giờ bình thường anh không có biết ơn rồi cũng không bao giờ ít nói ngọt ngào với chồng yêu thương như lúc mới yêu cứ về rồi không có như trước nữa thành ra là phải nuôi dưỡng lại cái tôi dẫn cho trẻ giờ đầu tiên là thay đổi suy nghĩ thứ hai là lời nói và thứ ba là trẻ làm cái hành động gì anh chị không chỉ ứng dụng cái mối quan hệ hòa hợp ấy mối quan hệ nhiệm màu trong 28 mươi tám biết ơn ấy. là cầm tấm ảnh của ông chồng của mình nói là biết ơn mỗi ngày nó là yêu thương mỗi ngày thậm chí là chỉ còn gọi là gì ứng dụng và là vượt qua cái sự mà tác giả hướng dẫn ôm tấm hình chồng đi ngủ luôn Thế cuối cùng là một tuần sau thì chồng quay về đúng ôm trẻ như cách trẻ ôm cái tấm hình đó vậy đó anh chị. Đó. Và anh chị biết không? Là tất cả mọi người bảo là chồng như vậy là coi như không thể nào cái mối quan hệ hôn nhân như vậy là không có nào cứu vãn nữa. Và tôi chỉ nói với một câu, anh chị nói với trẻ một câu thôi. Người khác nói với chị không được là bởi vì họ không biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tình thức. Còn người đang nói với chị được đó chính là em. Em đã làm được và giúp cho đỡ cho rất nhiều người và em tin là chị mối quan hệ mối quan hệ của chị như vậy cũng chưa có gọi là nó vượt quá cái khả năng đâu vẫn còn được chị tin đi và tôi bảo tôi nói là cả thế giới có thể không tin tin chị nhưng em tin chị chị làm được thì cuối cùng là gì ạ tuyệt vời sau một tuần chồng về nhà ăn cơm ôm vợ ngủ nói lời yêu thương với vợ mà những điều mà chị nói là 8 năm cưới nhau không có luôn anh chị ừ. vào wow. chờ ơi nên tôi bảo chỉ là chỉ cần hướng ứng tại vì hạt giống có sẵn rồi do trước giờ chị không nuôi dưỡng nó bị héo queo nên giờ chị nuôi dưỡng lại nó nó sẽ về nảy nở thành hoa trái thôi <laughs> chị vừa cầm mình thôi. Là... ok không anh chị nên nếu anh chị không hài lòng về một điều gì đó thì nó cứ lập đi lại nhiều lần ấy thì điều đó nó sẽ anh chị mà cứ nói đi nó lại nó đi là sẽ tiếp tục xảy ra đó hãy dừng cái việc nếu mình không thích điều gì anh chị hãy dừng lại đi ạ, à. ừ. hãy nói gì mình muốn chồng của tôi ghi họ tên chồng mình ra con của tôi ghi họ tên con mình ra xong anh chị hãy nói đi nói lại và viết đi viết lại cái điều anh chị muốn về cái mối quan hệ đó về cái tính cách của cái người đó và anh chị biết không khi anh chị liên tục nói anh chị liên tục ghi anh chị liên tục nghĩ về là anh chị đang gieo cho tiềm thức của mình đó thì bắt đầu anh chị bắt đầu thay đổi bên trong của mình khi tự khác bên ngoài của anh chị là mối quan hệ đó giữa mình với chồng mình hoặc với con mình cũng sẽ đổi theo. Nên cái điều quan trọng nhất là mình phải đi vào cái rốc rễ anh chị. Mình phải hiểu cái nguyên nhân và mình phải chịu trách nhiệm với cái kết quả đó bởi vì mình là người gieo và mình là người hút cái sự việc đó tới. Nha anh chị nha. Cho nên chỉ cần anh chị thay đổi là cái suy nghĩ là nó hành động cảm xúc của mình thôi. Và liên tục mỗi ngày trong vòng 1 tới 2 tuần thôi anh chị sẽ thấy phép màu xảy ra xảy ra với mình liền. Công thức này hay lắm anh chị vừa thay đổi đó. Nghĩa là anh chị chỉ cần vừa thay đổi thì 1 đến 2 ngày anh chị đã thấy phép màu xảy ra rồi. Bởi vì sao anh chị không? Khi anh chị nói điều gì với người khác ấy, thì ai là người nghe đầu tiên? Anh chị đang ám thị anh chị nói về chồng mình con mình là sẽ ngoan người chồng mình sẽ yêu thương mình thì ai là người nghe đầu tiên mình ghi mình nói mình nghĩ nè mình người nghe đầu tiên đúng rồi ừ. vậy nếu mà các anh chị cứ than vãn về con với chồng mình thì ai là người nghe đầu tiên mình luôn thấy mình nhận luôn cái hạt đó nhận luôn cái quả đó luôn thì mình đừng có hỏi là tại sao nó cứ đến với mình hoài tại mình gieo hoài nó cứ đến hoài thôi nên khi anh chị bắt đầu biết cách nuôi dưỡng những hạt giống tốt đẹp nha thì mình là người nhận đầu tiên luôn Còn trong những mối quan hệ xung quanh của mình ấy, đâu có ai hoàn hảo 100% đâu. Chúng ta đang trên cái hành trình mà hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Và tất cả chúng ta đều có người vậy. Tất cả chúng ta anh chị đều có điểm mạnh và chưa mạnh. Thay vì mình cứ tập trung vào những cái điểm chưa mạnh của người khác và của mình ấy, Rồi mình nói rồi mình cứ soi mói Mình cứ nhắc đi nhắc lại hoài ấy, Thì mình lại có đó Nghe chú kể anh chị nghe cái này hay lắm Nghe trước ấy Lúc mà dùm, Lúc mà à, 2020 ấy, bắt đầu là Mọi người không có di chuyển ra ngoài được Thì lúc đó tôi chỉ học phát triển biến thân qua dùm thôi Cái xong một hôm là tôi đăng ký một cái khóa học Học qua dùm Cái xong lúc vô dùm thì vô sớm ấy vô cũng vô hay cũng mọi người cũng đông đông mà nhưng mà tú thì tò mò về dùm cái bấm cái khô um, khô cái gì cái khung mà hiện diện tất cả mọi người cái xong tôi đi ngồi tôi đi coi 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 chung Dung người làm cái gì cái xong một ngày tình cờ là xem được một cái người chị chỉ vừa ăn Chị vừa học Dung, chỉ vừa ăn trái cây cái mình ngồi mình nhìn chỉ hoài mình ngồi mình nói sao mà có thể mất là sự như vậy trời sao vừa ăn trái cây mà vừa học hay thật luôn á rồi sao ghi chép được cái gì xong ngày nào vô tôi cũng nhìn chị đó chị Nửa lại vô ăn nữa lại ăn anh chị biết một thời gian sau không anh chị biết chuyện gì xảy ra không tôi bị mô đồ linh tôi ăn vừa học dung vừa ăn trái cây khi nào không hay luôn ngồi nói hoài anh chị trời ơi sao vừa có duyên như vậy mở cam lên tắt cam rồi lo tắt cam ăn thì tắt cam thì tự nhiên mở dung lên thì thầy đang nói mà mình thì ngồi ăn bao nhiêu người nhìn kỳ cục <laughs> thời gian sau mình bị mình vô thức mình ăn Mình ngồi chiếc cây lên ngồi ăn tỉnh luôn anh chị Cái tự yêu một ngày đẹp trời Ủa Có gì đó nó không đúng nha Cái này mình thấy cái hình này quen quen đã. Cái hành động này quen quen Thôi à, Gọi là nó bị ám thị anh chị Bị mô đồ linh hồi nào không hay luôn à, Từ đó về sau anh chị tôi vô du vui mà tôi che mắt lại Tập trung vô du vui dung, học vui dung Ghi chép nội dung mà không có sôi ai hết trơn Không có rảnh để đi thì coi người này người kia tập trung mình học thôi anh chị nên là khi anh chị càng tập trung vào điểm không mạnh người ta anh chị càng hút những người y chang như vậy đến để làm cho anh chị phải càng nói hơn nếu như ngày, ngày trước đó, khi mà tôi chưa biết về luật hấp dẫn ấy, chưa biết về những quy luật của trụ mà tôi đi kinh doanh ấy, anh chị cái tối ngày tôi cứ than là tại sao chị lại không tập trung tại sao em lại không tập trung sao là lơ là rồi sao là chỉnh chỉnh mãi như thế sao lại không có quyết liệt uh, làm việc gì hết đợi tôi hút nguyên một cái hệ thống Nguyên một cái đội nhóm kinh doanh y chang vậy luôn Hai ba chục người Khi tôi nhận ra ôi, mình mình cứ tưởng như vậy là mình đang nhắc nhở Mình đang đúng không? không. Thế từ đó về sau anh chị Khi tôi biết về những cái luật của chủ tôi kinh doanh nó nhàn cực kỳ luôn Tôi tập trung vào những cái điều tôi muốn Và những cái người có những cái điểm mạnh Và những người có điểm mạnh Chứ những điểm mà chưa mạnh thì chắc chắn ai cũng chưa có rồi Và chúng ta trong hành thiện mình mỗi ngày mà mình phải thấu hiểu và gì à? bao dung chứ mình đã hoàn hảo đâu mà mình đòi người ta phải hoàn hảo anh chị ơi chăng còn khuyết nữa mà nói chi người đúng không chăng thì cái tới ngày rằm thì mình chăng mới chọn chứ bình thường chăng khuyết mà anh chị nhưng mà nhờ như thế là mình mới có thể là làm việc với nhau bù trừ cho nhau và phối hợp với nhau Bây giờ ai cũng hoàn hảo hết rồi một mình cân hết rồi thì thế giới này sao có sự kết hợp được anh chị hiểu không à ừ. Nhớ là cái gì không thích thì đừng có nói Không ghét của nào trời trao của đó, đó Đó riêng là ám thị riêng là có luôn Vũ trụ đâu biết đâu Đâu biết anh chị thích hay không đâu Cứ hút tới do anh chị nói nhiều quá hút tới Nên về từ nay về sau chúng ta chỉ nói và nghĩ nha Và làm hướng tới những điều chúng ta muốn Những điều tuyệt vời, những điều tích cực thôi Nếu anh chị làm được những điều này Thì anh chị sẽ làm chủ cho cuộc đời của mình sẽ không có chuyện không tích cực và không có chuyện những cái điều không tốt đẹp đến với mình khi anh chị làm chủ được ba cái điều này đó không Nên hồi nãy có một chị nói chuyện với tú là cái tháng thứ ba tháng 3 hai nghìn hai mươi bốn chị ứng dụng rất là thành công và tôi hỏi là chị có nhớ thấy nói chị làm gì để ứng dụng thành công không tháng tư chị bảo là chị bị tụt kết quả về tài chính mối quan hệ và sức khỏe luôn tháng này thì coi như là nó còn xuống hơn nữa Thế tôi hỏi Thế chị nói là do mấy hôm nay mối quan hệ của chị đang không hòa hợp nên là chị không có năng lượng để học dung, không tập trung được. Đúng không nói? Chị bị ngược rồi. Bởi vì chị không học, chị chảnh mãn việc học và ứng dụng nên là mối quan hệ và sức khỏe và tài chính của chị mới đi xuống đó. Anh chị có nhớ tôi nói anh chị điều này vào ngày hôm qua không? Chứ không phải là do mối quan hệ của mình không ok, mình chảnh mãn việc học. Mà lo, do mình trẻ mẹ việc học nên mình mới bị vấn đề mối quan hệ không ok. Chị nói mặc dù là chị vẫn biết lòng biết ơn nhưng mà chị không đạt mục tiêu tài chính. Cái tháng thứ ba chị đặt 100 triệu. Tháng 3 chị đặt 100 triệu, chị đặt 200, 200 mấy chục triệu, triệu. Nhưng mà tháng tư chị đặt 100 triệu, chị đạt có 60 triệu. 60 hay 40 đó. Tháng 5 này thì đạt mới có 40 thôi. Vậy thì với chiến lược thì tôi mới nói là chiến lược bây giờ không phải là chị bảo là chị cân bằng lại rồi chị mới quay lại học mà chị phải học chị mới có chiến lược để chị cân bằng để chị hết trở mãi được để chị vượt qua được anh chị hiểu điều này không cho nên là khi mà chúng ta thấy cái kết quả của mình ấy, kết quả về tài chính sức khỏe mối quan hệ của mình mà nó đang đi xuống một trong ba cái thì anh chị biết rằng anh chị đang không làm chủ được suy nghĩ là nó và hành động của mình rồi đó Anh chị nghĩ này không? À, trong số anh chị yêu comment tôi vậy đó May là nhắc nhở anh chị mỗi ngày luôn Nhắc từ tháng này qua tháng nọ Từ ngày nay qua ngày nọ Từ dùm sáng, dùm trưa, dùm tối Nên là nói thì dễ Chứ ai mà làm chủ được ba cái này thì đó là một cái hành trình rèn luyện nhưng mà anh chị có rèn thì nó sẽ có anh chị có đi thì nó sẽ tới chúng ta cần một cái quá trình để rèn luyện nha để làm chủ được ba cái điều này tâm trí là nói và hành động đầu tiên là các anh chị phải bảo vệ nham giác quan của mình uhm. Cho nên là tại sao có cái câu nói là Cái việc mà các anh chị có một cái môi trường mà Một cái môi trường rất là quan trọng nha Chơi với năm người thành công ấy Thì mình là người thành công thứ sáu Tại vì khi mình chơi với họ thì thông qua nắm giác quan hàng ngày mình được ám thị bởi những cái điều từ họ Tìm thức được nuôi dưỡng những hạt giống Những hạt giống đó Nên là năm người bản thân nhất của chúng ta là ai Sẽ kiến tạo nên cuộc đời của mình đó nếu chúng ta hay bảo vệ năm giác quan của mình nha và vậy phải, phải cần phải xây dựng xung quanh mình năm cái người bạn tích cực năm năm người bạn mà còn họ cũng biết về tiềm thức và lực hấp dẫn để họ cùng hướng tới cái mục tiêu rèn luyện giống như mình nếu như môi trường hiện tại của anh chị không tích cực quá thì phải làm sao thì hãy cho phép mình tham gia vào môi trường tích cực anh chị nha bằng cách là anh chị hãy có mặt trong các cái buổi zoom của câu lạc bộ này đầy đủ lên để tiềm thức của mình ấy được nuôi dưỡng những hạt giống giàu có thành công yêu thương biết ơn khỏe mạnh và hạnh phúc nên khi anh chị tham gia đủ các buổi dung với thời gian anh chị sẽ thấy là cuộc sống anh chị nó sẽ cải thiện rất là nhiều mà nó chưa phải là anh chị chưa biến nó trở thành cái phản xạ và trở thành cái thói quen của mình thành ra anh chị chỉ cần rời ra một xíu rồi là anh chị chỉnh mãi ngay rất rẻ anh chị chưa thay đổi mà nên đừng nói trời học ba mươi ngày có như đó thôi học hết biết kiếp rồi không học nữa thì anh chị cứ thử, thử ra mất tập trung xem mà anh chị sẽ phát hiện ngay. Trừ khi anh chị có một cái khả năng giác ngộ cao. Là dù không học với câu lạc bộ nữa nhưng anh chị vẫn làm chủ được lời nói tâm trí và hành động của mình thì thì tuyệt vời. Không cần môi trường mà anh chị vẫn làm được thì mình sẽ đạt những cái cấp bậc đạt những cái level cấp bậc giống như những người thành công mà tự thân như mấy bác tỷ phú hay mấy bác đa đa triệu phú anh chị còn một mình anh chị làm sao chống lại được cái môi trường mà 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 đen có rất là nhiều nhiễu động về thông tin rồi kiến thức à không nhiễu động về thông tin rồi những cái điều không tích cực mỗi ngày bên trái nghe thông tin này bên phải nghe thông tin kia đằng trước người này nói kia đằng sau người này nói cái nọ mà một, anh chị đã đi làm đen làm cơ quan làm hưởng lương nữa thì thì thôi rồi luôn làm kinh doanh thì mình còn né được mình còn biết lựa chọn là mình nói chuyện với người nào còn không nói chuyện với người nào chứ anh chị làm cơ quan làm công ty hoặc làm văn phòng làm sao anh chị né được Nên anh chị nhớ nè anh chị nhớ được chưa và thêm một điều tiếp theo anh chị chúng ta phải nhìn phải có cái tầm nhìn với hành trình phát triển của mình nha hôm qua có một uh, hôm kia có một chị hỏi tú là chị đặt mục tiêu rồi nhưng mà chị sợ chị không đạt được mục tiêu anh chị ơi anh chị ơi vì chúng ta đặt ra mục tiêu là rất là tuyệt vời rồi và anh chị phải hiểu là việc chúng ta hoàn thành mục tiêu ấy. Cái việc mà mình có tiền, có tài chính Nó đứng ở vị trí số 2 Cái ở cái vị trí thứ nhất quan trọng nhất Đó chính là con người chúng ta trở thành khi đạt được mục tiêu Mục tiêu khi anh chị đặt ra giúp anh chị Nó sẽ kéo gì? Kéo mình về phía trước Và để mình đạt mục tiêu anh chị phải phát triển lên Rất là nhiều phát triển về kỹ năng, tư duy, kiến thức Rồi xây dựng cho mình thêm những thói quen mới con người anh chị trở thành để khi anh chị đạt mục tiêu rất là quan trọng nha và có bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đồng ý với tôi rằng khi mình đạt được mục tiêu ấy, mình đặt ra một mục tiêu mình đạt được mục tiêu anh chị cảm thấy mình trưởng thành hơn không các anh chị có thấy mình phát triển hơn nhiều không ạ à? khi anh chị đặt ra một những cái mục tiêu anh chị hướng về những mục tiêu của mình thì con người mình nó sẽ hướng hướng lên anh chị sẽ phát triển lên rất là nhiều phát triển kiến thức tư duy kỹ năng và sẽ hoàn thiện bản thân mình lên mỗi ngày anh chị nhé Nên là cái lợi rất là quan trọng khi anh chị đặt ra mục tiêu đó là con người mình trở thành. Nên thì cứ mỗi tháng tôi đặt tôi lại đặt mục tiêu cho bản thân mình những cái mục tiêu cao hơn. Và mình cần phải biết rằng chỉ mình chỉ đạt được mục tiêu cao hơn khi và chỉ khi mình phát triển lên, phát triển lên rồi phát triển lên thôi. Chứ không phải chỉ mình cứ đòi những cái điều tốt hơn, mình không đi tốt lên mà mình đòi mọi thứ tốt lên làm sao được. Cho nên chỉ cần anh chị ngừng phát triển một cái thôi Tôi chưa cần nói là anh chị rời môi trường quan lạc bộ đâu Nghĩa là anh chị Tôi chưa cần nói là anh chị biết tới môi trường quan lạc bộ đâu Mà kể cả ngoài cuộc sống ngoài kia Chỉ cần anh chị ngừng phát triển thôi là Cuộc đời và những cái sự việc, sự kiện đến Nó vùi dập mình rồi anh chị ơi Không làm mình ngất lên nổi luôn Đúng không ạ Cho nên bây giờ anh chị Mục tiêu vời vời tòi Những mục tiêu thành công giàu có Tự do thế này thế nọ Nhưng mà không chỉ phát triển là làm sao mà mà mục tiêu của nó làm sao anh chị vớ được tới mục tiêu của mình Nên anh chị nhớ nha anh chị ngừng phát triển là anh chị lùi tay đó Nên đừng bao giờ chảnh mãn cái việc phát triển bản thân cho dù anh chị có bận rộn thế nào hay chăng nữa thì cũng phải dành thời gian ít nhất là gì ít nhất là một tiếng trong một ngày để phát triển ít nhất là một tiếng nha chứ như vậy là bèo lắm anh chị Và ít nhất là 3 tiếng cho cái việc học tập phát triển bản thân của mình nhiều hơn càng tốt nhưng mà tại sao anh chị tham gia cả ba buổi dung của câu lạc bộ nè mà những anh chị mà tham gia được cả ba buổi anh chị thấy anh chị khác lắm so với một người cũng một thời tháng đó một người tham gia cả ba buổi một người tham gia có một buổi thậm chí buổi hôm vào hôm không thì anh chị thấy là cuối tháng bắt đầu tổng kết thành công mà ngồi thay không à bắt đầu ngồi biết thế sao mà ứng dụng thành công thế còn mình không có gì hết lại có phát triển đâu hôm qua anh chị nhớ tôi nói câu không à những gì mình nhận được không bao giờ vượt quá Cái sự biết, cái niềm tin và cái năng lực của mình cả Nha anh chị nha Cho nên là gì ạ à? học tập suốt đời nha anh chị bây giờ muốn thành công ở tiếp thành công hay là thành công nửa vời anh chị ơi thành công cả đời chứ thành công ở tiếp thành công chứ vậy cái điều quan trọng nhất ấy không phải là cái số tiền anh chị kiếm được nó là cái quan trọng quan trọng thứ hai thôi cái quan trọng nhất đó chính là con người anh chị trở thành cho nên tại sao những cái người thành công và giàu có khi mà họ kinh doanh không thành công họ rất là bình thường họ rất là cũng không có được vui cũng nói chung cũng tâm trạng nhưng mà họ biết được rằng là bởi vì giá trị của họ và cái năng lực của họ ở đó rồi họ cũng sẽ tạo ra thôi và khi họ đạt được cái tổng tài sản là một triệu đô ấy, thì họ biết được rằng là trên hành trình đó họ đã xây dựng cho họ những thói quen của triệu phú của tư duy của những người triệu phú phẩm chất và kinh nghiệm của những người triệu phú nên là khi họ nhìn hành trình của họ họ biết là cái nguyên nhân nào và cái lý do nào là thành công và việc của họ là dễ tiếp nối những cái những cái nguyên nhân đó những cái rốc rễ đó để họ thành công họ tạo ra thêm một triệu đô và nhiều triệu đô hơn nữa chỉ có nhiều người cứ cố gắng là kiếm nhiều tiền bảo là chị phải có một triệu đô hỏi tôi hỏi là bằng cách nào nó đi làm xong chị đầu tư tiền tài sản chị tăng lên chị có một triệu đô nhưng tại sao mình lại gì à? không không thông minh hơn không làm việc chăm chỉ chăm chỉ rồi đã tuyệt vời phải thông minh chứ phải xem những cái người mà thay vì có những người họ mất 20 năm 10, 20 năm 30 năm mới có một triệu đô nhưng có những người họ mất có vài năm thôi mà Thế sao mình không đặt câu hỏi những người mất vài năm họ làm cái gì để họ có một triệu đô? họ phát triển cái gì họ có phẩm chất gì họ có những suy nghĩ gì khác mình mình hãy dừng lại và mình học tập đi và vừa học tập vừa làm chứ có ai bắt anh chị là học rồi không được làm đâu mà chúng ta song song vừa học vừa hành mà nha anh chị nha phải hiểu nên cái việc anh chị đặt ra mục tiêu là không có gì, gì là phải sợ những gì mình đạt được thì bằng tư duy rốt rễ của mình cộng với giá trị mình trao cho thị trường nên khi đặt ra mục tiêu việc của mình là phát triển bản thân của mình lên phát triển tư duy của mình lên phát triển kiến thức kinh nghiệm của mình lên, kỹ năng của mình lên, kỹ năng lên chị nha. Và khi đạt được mục tiêu nghĩa là con người của mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn và mình có nhiều giá trị hơn. Cho nên khi mà mình chưa đạt được mục tiêu nào đó thì sao? Có buồn không? Không. Sốc tinh thần vậy. Kéo dây có. Gắn mô vô, phát triển. Đó mới là tinh thần của một cái người gọi là tinh thần thép của một cái người uh, doanh nhân thành công được chứ hỏi xíu chị đặt mục tiêu 30 ngày không đạt được em ơi thôi chắc chị không hợp với lại tìm thức với luật hấp dẫn đâu ủa gì kỳ vậy mới học có một tháng mà giống như tú anh chị tú mà càng không đạt mục tiêu nào khi tôi đặt ra tôi lại càng giờ càng quyết tâm mà phải giờ à? đạt cho bằng được bằng mọi cách bằng ngoài giá phải tìm được con đường tìm ra câu trả lời là vì sao chưa đạt được và mình biết được rồi mình phát triển lên mà mình bằng bằng tiếng về phía trước Nên là tại sao anh chị những cái người mà thành công ấy tổng tài sản từ 1 triệu đô trở lên ấy, triệu phú đô la trở lên khi mà thị trường có lấy về tài sản của họ thì họ cũng sẽ giờ ngay lập tức có lại cái khoản tiền đó rất là nhanh. Anh chị coi bộ phim 90 ngày của ông tỷ phú không? Anh chị coi bộ phim đó chưa? Triệu chứ nhỉ? 1 triệu đô ấy. 90 ngày tạo nên một một gì nhỉ? lâu quá không xem tôi quên rồi triệu đô hay một tỷ đô anh chị 90 ngày tạo nên cái gì ta một triệu đô yes cảm ơn anh Phan Vi nha ừ? Đúng rồi, tỷ phú ẩn danh gì đó Trong 90 ngày tạo anh một lại 1 triệu đô Mà trong cái đó là cho ổng nhiều tiền có vài trăm đô. Anh chị họ tự hỏi. nhưng mà mình rơi vào trường hợp đó. Thì chắc mình chịu. <laughs> chịu rồi anh chị ơi. Nhưng anh chị thấy không làm bằng mọi cách không Ông tư duy chiến lược. Ông phân tích nè. Ừ. Anh chị hãy sạch google. để xem uh, youtube. Để xem một phim đó nha. Tỷ phú ẩn danh. Đó. Cho nên là mọi thứ nó đến từ bên trong. Khi mình đã xây dựng mình đã trở thành con người có đầy đủ tư duy kiến thức thói quen kỹ năng của một người triệu phú rồi đó là nhiệt kế tài chính đó tư duy kiến thức kỹ năng thói quen của một người triệu phú rồi thì cho dù thế nào cho dù ra xa không cho dù thị trường có như thế nào ở trong nữa thì nhiệt kế tài chính của mình cũng hiện lộ ra bên ngoài ở bên trong như thế nào bên ngoài sẽ như thế anh đừng có sợ cái việc đặt ra mục tiêu nha mình cần phải biết mình khi mình đặt ra mục tiêu mình cần phải phát triển lên chứ không phải ngồi hình dung tưởng tượng xong không phát triển gì hết được không ạ à, khi đã đặt ra những cái mục tiêu mới chúng ta cần phải biết rằng mình cần phải phát triển lên và khi mình đạt được mục tiêu nó thể hiện cho cái việc là con người mình trở thành mình đã trưởng thành rất là nhiều cho nên tại sao mà tôi bảo với anh chị rằng là khi mình đã đạt đạt được cái mục tiêu xong rồi mình phải đặt lên mục tiêu mới tiếp theo để chúng ta liên tục phát triển học hỏi Gia tăng thêm tiêu duy, kiến thức, kỹ năng Nha. Và con người mình Trưởng thành lên mỗi ngày Được không ạ? À? Đó Và khi mà mình học tập Mình ghi chép ấy Mà chúng ta chưa tạo ra kết quả ấy, Anh chị thì các anh chị phải hiểu là kết quả nó đến từ cái việc hành động và ứng dụng mới tạo ra kết quả nha chứ không phải ngồi chép bài mà ra kết quả đâu chép bài tweet mình có tư duy có kiến thức có hạt giống sự giàu có nhưng mà thông qua được hấp dẫn sẽ thu hút về cho anh chị những cái nguồn lực như khách hàng nói tác ví dụ anh chị đặt mục tiêu tài chính 30 ngày thì khi anh chị chép bài thì vũ trụ sẽ mang đến cho anh chị những cái người khách hàng tới hỏi mua hàng thì anh chị phải tư vấn được phải trao giá trị được phải giải đáp được câu hỏi của người ta phải trao về giá trị nhu cầu cho họ họ mới mua chứ chứ có khách hàng ở từ trên trời rơi xuống hoặc là tự động đến gõ cửa bà em ơi em không cần nói gì hết không cần tư vấn luôn chị mua đơn hàng của em luôn có không chắc trong mơ đó. có phải khách hàng đến gõ cửa anh chị phải tư vấn không những anh chị mà trải nghiệm rồi là khi chép livestream thì có khách hàng nhưng mà phải qua bước tiếp theo là mình phải vậy? trao giá trị, tư vấn cho họ. Còn có những trường hợp là mình đang chép livestream mà khách hàng chuyển tiền luôn là mình đã gieo hạt giống trước đó rồi. Đúng rồi, rất đúng rồi, anh chị ơi. Chưa khi nào khách hàng là quắc là quơ, không biết mình là ai, tự dưng nhắn tin, em ơi đừng nói gì hết. Đừng tư vấn gì cả, cho chị số tài khoản chị chuyển tiền luôn. Ủa ai vậy? Anh này mới là nghi ngờ nha, tự nhiên chắc xin số tài khoản chuyển tiền. Thì nên chị chép và Chim sẽ có hai trường hợp xảy một là những hạt giống anh chị đã gieo trước đó và khi anh chị chép với hạt giống có được đầy đủ chất lượng đưa, đầy đủ giờ những cái chất lượng đủ chất đổi cái nó nở trong lúc anh chị chép cái tự nhiên nó lại tiếp tục vun cho vun vun đắp này nuôi dưỡng nó nở lên cái người ta bảo là em ơi hôm bữa em nói với chị cái đơn hàng đó chị ok rồi cho chị số tài khoản đi nhưng mà chiều tôi cũng có cái buổi họp zoom cùng với các anh chị trong đội nhóm của mình đó đang học dung tiền, tiền chị đó về bảo là khách hàng chuyển tiền thì họ chị đó không chúng không nhớ tên thì chị ấy có phải là cái đơn hàng chị đã tư vấn trước đó không xong mà bây giờ đang học dung cái tiền chị tốt, tốt nghiệp được một tư duy nào đó chị có được bài học nào đó chị tốt nghiệp một cái Đấy, cái kiến thức hồi đó tự nhiên cái số tiền đó nó về đó và trường hợp thứ hai là mình chưa gieo gì hết thì khi mà mình bắt đầu mình tập trung vào nguồn lực tập trung vào cái kết quả anh chị muốn thì vũ trụ mang đến cho anh chị cái gì ạ à? cơ hội con người sự kiện anh chị phải tiếp nhận và anh chị nắm bắt anh chị hành động ừ. hành động mới tạo ra kết quả nha và có một cái lưu ý nè khi anh chị mới bắt đầu phát triển và học tập chúng ta sẽ thường rơi vào cái trạng thái là yêu thích sự hoàn hảo đó chính là có nghĩa là mình Đợi hoàn hảo rồi mới làm Còn chưa hoàn hảo thì chưa làm Vì sợ làm không được là Đây là thói quen của người Không thành công Cái gì cũng đợi hoàn hảo mới làm Thì cuối cùng là do Cái người đó chỉ đang tìm đủ lý do Để không làm thôi Lúc đầu là do trì hoãn Sau đó là mình đưa lý do Là mình đợi hoàn hảo mới làm cuối cùng lý do những cái đó chị để cho lý do cuối cùng là không muốn làm và anh chị không tôi học được tư duy của những người thành công ấy. họ bảo rằng là gì bạn hãy hành động ngay lập tức hành động ngay cả chưa sẵn sàng hành động ngay cả khi bạn chưa thoải mái hãy hành động ngay lập tức ở vị trí bạn đang đứng với tất cả những gì bạn đang có và trên cái hành trình bạn hành động ấy bạn sẽ đầu thu hút những nguồn lực tốt hơn và tự nhiên là thành công là chỉ có hành động mới tạo ra kết quả anh chị ơi. Thế là từ thói quen cũ thay đổi là thói quen mới. Đó là chúng ta cần phải gì hành động ngay cả khi chưa sẵn sàng. Hành động ngay cả khi mình đang thoải mái. Được không ạ? À? Và khi anh chị hành động ở trên cái hành trình đó anh chị mới phát hiện ra là à chỗ này mình cần hoàn thiện, chỗ này mình cần điều chỉnh. Chỉ có hoàn thành thôi không có hoàn hảo nha. mà dù anh chị đấy là dù mặc dù mình chưa có hoàn thiện được rất là mình chưa hoàn thiện được nhiều cái nhưng mà khi mình hành động nó vẫn ra kết quả tại vì cái kết quả nó nó tương xứng với cái giá trị nội tại của mình thì khi giá trị nội tại mình tăng lên thì cái kết quả nó sẽ lớn hơn thôi nha nên mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thiện hoàn thiện mình lên mỗi ngày thì kết quả sẽ ngày càng lớn hơn lớn hơn mỗi ngày anh chị còn nếu không hành động thì không có gì xảy ra hết cứ chần chừ cứ trì hoãn thì không có điều gì xảy ra cả đây là bài học mà tôi ngẫm nghĩ về công việc kinh doanh của mình ý. trong những ngày đầu mà tôi đi kinh doanh anh chị tôi hay hỏi làm sao để mà có cái công thức nào hoàn hảo như uh, gọi là gì có một cái quy trình kinh doanh hoàn hảo hay không nhưng mà nếu mà mình không đi làm sao mà mình có được cái quy trình hoàn hảo như ngày hôm nay tuyệt vời như ngày hôm nay cứ chờ hoài và chúng ta cần phải gì học được cái gì hành động luôn làm ngay làm luôn ra kết quả luôn sau đó mình vừa làm vừa điều chỉnh có thể lúc đó kết quả của mình nó không được như mình mình mong muốn nhưng vẫn có kết quả nó sẽ giúp mình gia tăng được cái nhuệ khí cái niềm tin lên là à mình làm cái này nó có nè còn hơn mình cứ đợi hoài và anh chị thấy là mỗi ngày thì anh chị đang tốt lên đó mình hoàn thiện dần dần và bắt đầu giờ cái bộ máy hệ thống kinh doanh của mình, kinh doanh của mình nó sẽ ngày càng hoàn thiện hoàn thiện chứ mà chúng mà chờ chúng mà từ 2021 cuối 2020 chúng cứ chờ 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 thì chắc là không có được như ngày hôm nay cho anh chị nha à, bây giờ chờ hoàn hảo thì không có tiền ăn luôn đâu anh chị ơi đúng không Dạ chào hoàn hảo chứ nghĩ là không hành động mà không hành động thì đâu không, không ra kết quả mà kết quả đây là tiền. Không có tiền rồi ăn uống gì nữa. Còn sức đâu mà chờ hoàn hảo với trả hoàn thiện. Nên ra anh chị chúng ta học tập nha, chúng ta cứ hành động cứ ứng dụng đừng có chờ hoàn hảo. Chỉ có hoàn thiện thôi. Mình ứng dụng mình sẽ tạo kết quả, trên hành trình ứng dụng mình sẽ hoàn thiện dần. Và thành công chúng ta sẽ nói tiếp thành công. Và nó ngày càng lớn hơn, lớn hơn và tốt hơn nữa chứ đợi đợi học hết mới ứng dụng thì khi nào mới hết trời ơi kiến thức nó ngày càng mênh mong chờ biển nhưng quan trọng ta phải học những cái giúp ta có kết quả ngay kết quả luôn sau mình ngày càng mở rộng cái gì cái nguồn tri thức và cái nguồn học của mình ra còn những cái nào mà tạo nên nền tảng là các anh chị phải học đầu tiên để mà ra kết quả luôn để mà anh chị gian cái niềm tin và nhuệ khí của mình trên hành trình phát triển bản thân trên hành trình kinh doanh của mình nha anh chị nha chứ đừng chờ giỏi học hết rồi mới ứng dụng thì hết đời luôn cũng chưa ứng dụng luôn bao nhiêu trong số anh chị hiểu điều này à comment tôi dạ à. đó và bài, và bài, tập ngày về nhà ngày hôm nay nha anh chị ngày hôm nay và cho cho những ngày tiếp theo luôn thứ nhất là chúng ta chỉ được nói những ngôn từ tích cực một chiều thôi nếu thấy mình nói đang nhanh nói nhanh mà nói chưa có suy chưa có đúng ngôn từ tích cực một chiều thì mình nói chậm thôi bắt đầu luyện tập nói chậm thôi anh chị và một cái bài tập thứ hai cái đề luyện thứ hai chúng ta tiếp tục tập trung vào mục tiêu tài chính 30 ngày tháng năm tiếp tục tập trung vào thu hút tiền tiền về với tôi như hơi thở tiền về với tôi từ mọi ngõ ngách, khách hàng tự động qua cửa hàng của tôi là những khách hàng dễ tính dễ chịu dễ chiều hỏi nhanh mua nhanh chuyển khoản nhanh Và anh chị nhớ một cái lưu ý nè nếu mà trong quá trình chúng ta đèn luyện mà có lỡ nói ra những ngôn từ không tích cực ấy thì ngay lập tức nha phải chỉnh lại ngay điều chỉnh là ngay ví dụ như hôm nay tôi buồn quá ông không được nay tôi không được vui Nghe tôi không vui không vui không vui chuyển thành ngôn từ tích cực một chiều không sao đâu anh chị vũ trụ luôn có thời gian chờ để chúng ta gì ra quyết định lại để anh chị lựa chọn lại luôn có thời gian chờ nhất định nha nên anh chị có thể là đảo ngược lại ngôn từ đảo ngược lại cái suy nghĩ và cái lời nói của mình lại đừng bao giờ kết thúc cái câu nói của mình bằng những cái điều không tốt, không tích cực anh chị nha. Chỉnh sửa ngôn từ của mình, lựa lời trước khi mình nói để mình thay đổi cái cuộc sống của mình giờ Được không ạ? Ừ. Và tiếp theo nha, tiếp theo các anh chị chúng ta tiếp tục ạ ứng dụng uh, tiếp tục đặt mục tiêu mỗi ngày của mình là gì? Cái rèn luyện thứ ba nè, tiếp tục đặt mục tiêu mỗi ngày là tiền về với tôi như hơi thở hôm nay tôi được tặng quà được ăn nguyên phí nè ứng ừ, dụng vào những cái việc nhỏ nha dần anh chị sẽ ứng dụng vào những cái việc lớn hơn hôm nay tôi rất là vui tiền về với tôi như hơi thở tôi đang giàu lên mỗi ngày công việc kinh doanh của tôi phát đạt à, lên mỗi ngày tôi đang khỏe mạnh lên mỗi ngày chỉ nào suy nghĩ và nói những điều mình muốn thôi và khi nói chuyện với những người xung quanh cũng chỉ nói những điều mình muốn thôi nghĩ tốt đẹp về người khác nha tại vì khi mình nghĩ người khác thế nào là mình đang nghĩ cho mình đó mình đang gieo cho mình đó ok không anh chị ơi anh chị nên tập được ba điều này không ok rất là tuyệt vời rồi thì đó chính là nội dung tôi chia sẻ với anh chị trong buổi tối ngày hôm nay nha. Tiếp tục tập trung thân tâm trí, tập trung cái tâm trí của mình, suy nghĩ của mình vào mục tiêu tài chính 30 ngày hôm nay ngày 23 rồi anh chị. Còn một tuần nữa là hết uh, một hết tháng 5 rồi đó. Ừ. liên tục mỗi ngày phải đo lường cái sự phát triển của mình nha tổng kết thành công mỗi ngày ngoài ra thì phải xem là hôm nay mình đặt câu hỏi với mình ngày hôm nay mình đã có cái gì tốt hơn ngày hôm qua rồi Ví dụ hôm qua đọc được 10 trang sách thì hôm nay phải đọc được 11 trang phải gia tăng số lượng, cái này gia tăng lên nên chị. Phải gia tăng cái hiệu suất của mình lên. Hôm nay chép được 5 trang livestream thì ngày mai chép được 6 trang. Không cần nhiều nhưng mà cần đều nha. Nhiều cũng quan trọng nhưng đều cũng quan trọng hơn. Và luôn nói, suy nghĩ và hành động những điều tích cực hướng tới những điều tuyệt vời. Cuộc đời anh chị sẽ thay đổi và hãy luôn nhắc nhở mình. Phải luôn tỉnh thức, phải luôn quan sát mình, bảo vệ năm giác quan của mình nha thì anh chị sẽ có một cuộc đời như anh chị mong muốn đó là bí mật của vũ trụ đó anh chị nó đơn giản nhẹ, nhẹ nhưng quan trọng là ai làm được thì người đó thành công người đó có được cuộc đời họ muốn có còn nếu mình cứ để bị cuốn vào những cái tiểu tiết buồn vặt ấy và mình nói chị không làm được em ơi chị rất là cố gắng rồi cố gắng rồi nhưng mà chị không làm được chị không vượt qua được thì thôi chứ sao giờ nào giờ nói quá trời nói nói ba ngày rồi rồi nói ba mươi ngày nữa Bây giờ anh chị cứ cố chấp rồi cứ giữ quan điểm cũ của mình cứ uh, cứ không chịu thay đổi. Thì uh, vũ trụ với tiềm thức đưa tôi đến đi để cho anh chị lời khuyên, chia sẻ cho anh chị mà bây giờ vũ trụ với tiềm thức lắc đầu không chịu. Không làm được. thì thì lựa chọn nằm ở tay, nằm ở trong tay anh chị nha. Cuộc đời nở bông hay là cuộc đời bế tắc là do mình đó. Đúng không ạ? À? Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng tốt vào câu lạc bộ trong buổi tối hôm nay Ứng dụng những cái điều này anh chị nha Tuyệt vời lắm luôn Tất cả mọi khía cạnh Hãy kiên nhẫn nha Nhiều khi là anh chị nói anh chị nghĩ rồi mà nó chưa ra là cho, chưa, do chưa đủ lượng thôi Tiếp tục tưới tắm cho nó đi Nghĩ nhiều hơn Nhiều anh chị nói chị tập trung lắm mà chưa ra em ơi Vậy hôm qua tôi nói rồi Tập trung mà bảo là chưa ra kết quả Chưa thấy bên ngoài là do chưa tập trung thôi Do lơ là sự tập trung cái cứ nghĩ là mình tập trung. Tập trung ở đâu? Tập trung về cái gì mình muốn hay là tập trung quan sát cái dấu hiệu mà tìm thức may đến nguồn lực để mà mình thực hiện, mình đạt mục tiêu. Ừ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha. Bye bye, I love you. cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn c a m ơ n hé môi xinh nói lời cảm ơn